Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2022, tỉnh Con Tum đã giải ngân gần 39% vốn đầu tư công. So với cùng kỳ năm ngoái, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn gần 6%. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được địa phương giao gần 3.340 tỷ đồng, bao gồm hơn 3.255 tỷ đồng kế hoạch năm 2022 và hơn 80 tỷ đồng kế hoạch năm 2021 kéo dài. Đến ngày 20 tháng 7 năm 2022, đã giải ngân hơn 980 trên hơn 2.536 tỷ đồng, đạt gần 39% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, hơn 33%. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch được giao, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh, Ủy ban dân tỉnh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị, ủy ban dân các huyện thành phố và các chủ đầu tư khác chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ nhân lực, vật lực, phương tiện thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, kể cả thi công vào ban đêm để bảo đảm đúng tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhằm giải ngân cao nhất kế hoạch đầu tư công năm 2022 được cấp thẩm quyền giao.